Bài thứ ba, chương thứ ba, phần giải thích. Phần hai, tâm sanh diệt, thức A Lại Gia. Chánh văn: Do Như Lai tạng chơn mà có tâm sanh diệt, nghĩa là chơn không sanh diệt, vọng sanh diệt, hòa hiệp, không phải một, không phải khác, gọi là thức A Lại Gia, tâm sanh diệt. Thức này tóm thâu tất cả các pháp và xuất sanh tất cả các pháp. Thức này có hai nghĩa: giác và bất giác, mê. Lược giải: Đoạn trước nói chỉ có một tâm mà chia ra làm hai phương diện, tâm chân như và tâm sanh diệt. Đoạn này nói do Như Lai tạng mà có tâm sanh diệt, tức là thức A Lại Gia. Vì thức A Lại Gia là do chân vọng hòa hiệp, không phải một, không phải khác, nên có hai nghĩa: giác và bất giác. Thức này có công năng giữ gìn tất cả các pháp và sanh ra các pháp. Trên đây nói thức A Lại Gia có hai nghĩa, không nên hiểu lầm thức A Lại Gia có hai thứ giác và bất giác khác nhau, mà nên hiểu rằng thức này có hai trạng thái: tùy nhiễm duyên thì trạng thái bất giác hiện, tùy tịnh duyên thì trạng thái giác hiện. Cũng như sáng với tối chỉ là hiện tượng của thái hư mà thôi. Chúng ta cũng nên phân biệt ba danh từ chân như, Như Lai tạng và thức A Lại Gia là đồng hay khác và liên quan với nhau như thế nào. Chân như là chỉ cho cái tổng thể của tâm, Như Lai tạng là chỉ cho cái tổng tướng của tâm, thức A Lại Gia là chỉ cho cái thể, tướng và dụng về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Chân như dụ như tánh ước của nước, Như Lai tạng dụ như nước, hình tướng của nước, A Lại Gia dụ như sống, dụng của nước. Trong sống gồm có cả tánh ước và nước, thế là thức A Lại Gia, tâm sanh diệt, gồm cả thể, tướng và dụng về nhiễm và tịnh hòa hiệp của tâm. Tại sao không nói do chân như có tâm sanh diệt mà chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt? Vì chân như là thể của nhất tâm, Như Lai tạng là tướng của nhất tâm. Chân như thì thanh tịnh không động, còn Như Lai tạng tuy rằng cũng chân tịnh nhưng còn bị phiền não che phủ, làm nhân cho động. Nên chỉ nói do Như Lai tạng có tâm sanh diệt là thức A Lại Gia, mà không nói do chân như sanh ra thức A Lại Gia, tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt này có hai phần: một, sanh diệt về phần lưu chuyển sanh tử; hai, sanh diệt về phần hoàn tịnh, trở lại bản tánh niết bàn. Giải danh từ: Như Lai tạng có hai nghĩa. Một, Như Lai tại triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai còn bị chứa trong dòng phiền não nhiễm ô. Hai, Như Lai xuất triền, nghĩa là tánh Phật Như Lai chứa đựng các pháp vô lậu thanh tịnh đã ra khỏi phiền não nhiễm ô. Song trong kinh luận nói đến Như Lai tạng là phần nhiều dùng cái nghĩa Như Lai tại triền, tánh Phật bị chứa trong phiền não. Câu chân vọng hòa hiệp, không phải một và không phải khác. Chân là bản thể, còn vọng là hiện tượng. Bản thể và hiện tượng không rời nhau nên nói hòa hiệp. Vì bản thể không phải là hiện tượng nên nói không phải một. Vì hiện tượng và bản thể không rời nhau nên nói không phải khác. Trong đây nói chữ hòa hiệp không phải thật có hai vật riêng nhau như sữa với nước hòa hiệp lại, mà chính là bản thể với hiện tượng không rời nhau nên tạm gọi là hòa hiệp. A Lại Gia: Trong luận này chữ thức A Lại Gia chúng ta phải hiểu tức là thức A Đà Na mới khỏi ngại. Căn cứ theo luận duy thức, khi đến quả A La Hán hay Bát Địa thì thức A Lại Gia không còn, A La Hán dị xả. Vì hai vị này đã trừ ngã chấp nên thức này không còn gọi là A Lại Gia mà chỉ gọi là thức A Đà Na, thức trì chủng.
Còn trong luận này thì nói, từ phàm phu cho đến quả Phật đều có thức A-lại gia, vì nó duy trì cả thánh và phàm. Vì thế nên chữ A-lại gia ở luận khởi tính này, tức là thức A-đà-na trong luận duy thức vậy. Trong luận duy thức chép, thức A-đà-na có công năng duy trì chủng tử của các pháp nhiễm tịnh, thánh phàm, vân vân. Nói về nghĩa giác có năm tên: chánh văn. Giác là chỉ cho bản thể chân tâm lìa các vọng niệm, nó khắp giác tất cả, rộng lớn như hư không, cũng gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Pháp thân này tất cả chúng sanh sẵn có nên gọi là bản giác, tánh Phật sẵn có. Vì đối với thị giác nên gọi là bản giác, song thị giác tức là bản giác, nghĩa là từ bản giác mà có bất giác, mê. Do bất giác nên có thị giác mới giác ngộ. Giác ngộ chưa hoàn toàn thì gọi là phần giác, giác ngộ từng phần. Giác ngộ được hoàn toàn thì gọi là cứu cánh giác. Lược giải. Đoạn này nói về nghĩa giác sáng suốt, tức là tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Tánh Phật này ở nơi chúng sanh thì gọi là Như Lai tạng, Như Lai bị phiền não che giấu. Còn ở nơi Phật thì gọi là pháp thân thanh tịnh. Tánh Phật tuy luân chuyển trong sáu đường mà không bao giờ mất, vẫn vắng lặng thường còn và viên mãn. Chẳng qua chúng sanh vì bị mây vô minh che phủ nên trăng Phật tánh này chẳng hiện được. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ vì không rời vọng niệm nên tuy trọn ngày ở trong tánh Phật mà chẳng tự biết. Nếu khi rời vọng niệm rồi thì tánh Phật này sáng soi rộng suốt khắp giáp tất cả như thái hư. Lúc bấy giờ chỉ còn có tánh Phật phường chơn, gọi là pháp thân bình đẳng của Như Lai. Vì căn cứ theo tánh Phật sẵn có của chúng sanh nên gọi là bản giác. Bởi thế nên Khế Kinh nói, tất cả chúng sanh đã thành Phật từ lâu, và nói, ta thành ngôi chánh giác trong tâm của chúng sanh. Song giác có nhiều tên: bản giác, bất giác, thị giác, phần giác và cứu cánh giác. Vì theo mỗi khía cạnh mà chia ra làm năm tên, chứ không phải thật có năm cái giác khác nhau. Giải danh từ pháp thân bình đẳng. Dùng pháp giới tánh làm thân nên gọi là pháp thân. Vì pháp thân này ở tại phàm không bớt, ở nơi thánh không thêm, nên gọi là bình đẳng. Bản giác sẵn có giác ngộ, tức là chỉ cho tánh Phật sẵn có của chúng sanh. Bất giác không giác ngộ, mê. Chúng sanh tuy sẵn có tánh Phật nhưng không tự giác ngộ. Thị giác mới giác ngộ, nhờ sự tu học nên hành giả mới giác ngộ được tánh Phật. Phần giác giác ngộ từng phần, hành giả tu hành trải qua từng bậc được sự giác ngộ từng phần. Cứu cánh giác giác ngộ rốt ráo, tức là Phật. Thị giác có bốn lớp, từ thu đến tế. Chánh văn hỏi, nghĩa là thế nào? Đáp, có bốn lớp như sau. A. Giác ngộ, niệm diệt. Chúng phàm phu, tiểu thừa thì hữu học, đại thừa thì thập tính. Giác ngộ vọng niệm trước đã khởi ác, nên ngăn dứt vọng niệm sau, không cho sanh khởi ác nữa, niệm diệt. Vì chúng phàm phu in như đã giác ngộ, nhưng thật ra chưa giác ngộ, nên gọi là bất giác. B. Giác ngộ, niệm dị hoại. Hàng sơ phát tâm Bồ Tát Tam Hiền và nhị thừa vô học, dùng trí huệ quán sát giác ngộ được niệm dị, dị tướng vô minh và không còn tướng niệm dị. Hai vị này vì đã xả được tướng phân biệt chấp trước về phần thu trọng nên gọi là tương tợ giác, tương tợ như đã giác ngộ. C. Giác ngộ niệm trụ. Hàng thập địa Bồ Tát đã chứng pháp thân, giác ngộ được niệm trụ,
trụ tướng vô minh và không còn tướng niệm trụ. Vị này vì đã lìa được tướng phân biệt về thô niệm nên gọi là tùy phần giác, giác ngộ từng phần. Về giác ngộ niệm sanh. Hàng đẳng giác Bồ Tát, địa tận Bồ Tát do các phương tiện tu hành đã đầy đủ, nhất niệm hợp với chân tâm nên giác ngộ được tâm sơ khởi, sanh tướng vô minh và không còn tướng sơ khởi. Vì vị này đã xa lìa vọng niệm vi tế vô minh, ngộ nhập chân tâm thường trụ nên gọi là cứu cánh giác, giác ngộ rốt ráo. Bởi thế nên trong kinh chép, nếu chúng sanh nào quán vô niệm, không vọng niệm thì chúng sanh đó đã hướng về trí Phật. Lược giải. Đoạn này Bồ Tát Mã Minh dùng bốn danh từ niệm sanh, niệm trụ, niệm dị, niệm diệt để nói lên vô minh có thô tế, sâu cạn và chỉ rõ người tu hành ở địa vị nào mới diệt được thứ vô minh nào. Trong đoạn này nói, chúng phàm phu thật ra không phải hoàn toàn là phàm phu, mà chính là chỉ cho bên đại thừa thì hàng thập tính, còn tiểu thừa thì ba quả trước thuộc về hữu học. Vì các vị này chưa được dự vào hạng hiền, tam hiền và thánh, thập thánh nên bị gọi là phàm phu. Chúng phàm phu này giác ngộ được niệm diệt, tức là phá trừ diệt tướng vô minh thô sơ bên ngoài. Nếu so với lục thô thì niệm diệt này thuộc về hai món thô sao là khởi nghiệp tướng và nghiệp hệ khổ tướng, sẽ giải ở bài thứ 5. Vì sự phá trừ vô minh này không thấm vào đâu và đối diện với việc giác ngộ chân tâm còn xa xôi lắm nên gọi họ là bất giác, chưa giác ngộ. Hàng nhị thừa và Bồ Tát ở vị tam hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng giác ngộ được niệm dị, tức là phá trừ vị tướng vô minh, vô minh thô. Nếu so với lục thô thì niệm dị này thuộc về hai món thô bậc trung là chấp thủ tướng và kế danh tự tướng, sẽ giải ở bài thứ 5. Vì các vị này tương tự như giác ngộ được chân tâm và chứng được pháp thân thanh tịnh nhưng chưa phải thật ngộ và thật chứng nên gọi họ là tương tự giác. Hỏi: thế nào là giác ngộ niệm dị và không còn tướng niệm dị? Đáp: Bồ Tát sơ phát tâm dùng trí huệ quán sát ngã, thân tâm và pháp vũ trụ đều do nhân duyên sanh, nên đoạn trừ hai món vọng chấp phân biệt thật ngã và thật pháp về phần thô, đó là giác ngộ niệm dị. Đến khi Bồ Tát không còn thấy có tướng ngã, tướng pháp, thế gọi là không còn tướng niệm dị. Hỏi: sao gọi là phân biệt chấp trước về phần thô trọng? Đáp: ngã chấp và pháp chấp có chia ra làm hai phần. Một, thô trọng, tức là phân biệt ngã chấp và pháp chấp, phần này dễ trừ. Hai, vi tế, tức là cu sanh ngã chấp và pháp chấp, phần này khó trừ. Hàng thập địa Bồ Tát vì đã chứng pháp thân thanh tịnh nên cũng gọi là pháp thân Bồ Tát. Các vị Bồ Tát này giác ngộ được niệm trụ, tức là phá trừ trụ tướng vô minh, tế vô minh. Nếu so với lục thô ở bài sau thì thuộc về hai món thô đầu là trí tướng và tương tục tướng. Bồ Tát phá một phần vô minh thì chứng được một phần pháp thân, gọi là lên sơ địa. Phá hai phần vô minh thì chứng hai phần pháp thân, gọi là lên nhị địa. Cho đến phá mười phần vô minh thì chứng được mười phần pháp thân, gọi là lên thập địa Bồ Tát. Vì Bồ Tát phá vô minh từng phần và giác ngộ từng phần nên gọi là tùy phần giác. Các vị Bồ Tát này vì tâm niệm còn trụ ở năng sở đối đãi chưa dứt trừ được nên gọi là trụ tướng vô minh. Đến khi Bồ Tát nhập chân như, quán, chỉ nhất tâm chánh niệm chân như, không còn tướng năng sở đối đãi nên gọi không còn tướng niệm trụ. Như thế là lìa được tướng phân biệt về thô niệm, vô minh thô.
Sở dĩ gọi thô là vì không tế nhị bằng sanh tướng vô minh. Vô minh rất vi tế. Kỳ thật đây cũng là một thứ vô minh vi tế rất khó trừ. Tóm lại, từ phàm phu thập tính cho đến địa vị pháp thân Bồ Tát thập địa, về sự phá trừ vô minh của mỗi bậc có thô và tế khác nhau. Một, chúng phàm phu đối với cảnh chấp có và thấy vọng niệm diệt rồi đè nén không cho sanh khởi. Hai, hàng nhị thừa và tam hiền Bồ Tát thì quán ngã pháp đều không, nhưng còn cái niệm không. Ba, đến bậc thập địa Bồ Tát thì cái tâm niệm chấp không cũng không còn, nghĩa là không còn cái năng niệm. Nói rằng bậc đẳng giác Bồ Tát giác ngộ được niệm sanh, tức là nói vị Bồ Tát này phá trừ được sanh tướng vô minh. Vô minh rất vi tế, nghĩa là các vị Bồ Tát tu hành đến lúc chơn cùng hoặc tận, tột bậc thập địa, chứng lên vị đẳng giác. Khi ấy Bồ Tát dùng trí kim cang đoạn trừ sanh tướng vô minh, giác ngộ được niệm sanh, xa lìa các vọng hoặc rất vi tế, và nhất niệm hiệp với tâm thể chân như, nên không còn tướng sơ khởi. Khi đó Bồ Tát chứng lên quả diệu giác Phật, gọi là cứu cánh giác. Hỏi: phải chăng trong một niệm có sanh, trụ, dị, diệt? Chúng phàm phu giác ngộ khi niệm diệt, nhị thừa giác ngộ khi niệm dị, thập địa Bồ Tát giác ngộ khi niệm trụ, đẳng giác Bồ Tát giác ngộ khi niệm sanh. Đáp: hiểu như vậy không được đúng lắm. Đây nói sanh, trụ, dị, diệt là chỉ cho vọng niệm có phần thô và tế. Chúng phàm phu chỉ giác ngộ vọng niệm về phần thô bên ngoài, gọi là niệm diệt. Nhị thừa giác ngộ vọng niệm về phần tế hơn, gọi là niệm dị. Thập địa Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại tế hơn nữa, gọi là niệm trụ. Đến bậc đẳng giác Bồ Tát giác ngộ vọng niệm lại rất vi tế, gọi là niệm sanh. Thi như mặt nước bằng phẳng là dụ tâm thể thanh tịnh vô niệm, mặt nước vừa vận động là dụ niệm sanh, sóng nổi lăng tăng là dụ niệm trụ, sóng nhấp nhô dụ niệm dị, sóng nổi ba đào là dụ niệm diệt. Chúng tôi đem bốn niệm trong bài này phối hiệp với tam tế lục thô ở bài sau để quý vị dễ hiểu. Xin vui lòng xem Phật Học Phổ Thông quyển 3 trang 287. Hỏi: làm sao để được trí Phật? Đáp: trí Phật thanh tịnh không các vọng niệm. Muốn được trí Phật, hành giả phải vô niệm. Trong kinh Lăng Già quyển 2 có chép: nếu chúng sanh nào quán vô niệm thì chúng sanh ấy sẽ hướng về trí Phật. Ngài Đức Thanh giải rằng vô niệm là con đường tắt để thành Phật. Và không những Bồ Tát tu hành đoạn trừ phiền não đến vô niệm mà gọi là cứu cánh giác, tức như chúng sanh nào ngày đêm quán vô niệm thì chúng sanh ấy mỗi niệm đã hướng về trí Phật. Trong luận này nói hai chữ vô niệm đồng với bốn chữ bất tùy phân biệt trong kinh Lăng Nghiêm. Chữ vô niệm nghĩa là không khởi vọng niệm. Nếu vọng niệm không khởi thì tâm được định, do tâm định nên mới phát sanh ra trí huệ thanh tịnh của Phật. Chữ bất tùy phân biệt nghĩa là không theo trần cảnh khởi phân biệt. Không khởi phân biệt thì vọng niệm chẳng sanh, vọng niệm chẳng sanh thì chân tâm tự hiện ra. Bởi thế nên luận này nói chữ vô niệm. Kinh Lăng Nghiêm nói bất tùy phân biệt, hai danh từ tuy khác song đồng một ý nghĩa và đồng một con đường tắt để đi đến quả Phật. Vọng niệm hết, vô niệm thì chân tâm hiện. Chánh văn: lại nữa, thật ra tâm không có tướng sơ khởi, mà nói rằng biết được tướng sơ khởi của tâm, đó tức là được vô niệm. Tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, vì chưa từng xa lìa vọng niệm tương tục, chưa được vô niệm nên không được gọi là giác, mà chỉ gọi là vô thỉ vô minh. Nếu người được vô niệm ngộ chân tâm
thì các tướng sanh trụ dị diệt của tâm đều hết, chỉ còn một tâm thể vô niệm chân tâm. Bởi thế nên thị giác không khác với bản giác, vì vọng niệm nên bốn tướng sanh trụ dị và diệt đồng thời nương nhau mà có, và đều không tự lập. Khi vọng niệm hết, thời bốn tướng không còn, chỉ một tánh giác chân tâm xưa nay bình đẳng. Lược giải: tất cả chúng sanh từ hồi nào đến giờ, do một niệm mê nên bốn tướng sanh trụ dị diệt nhất thời nương nhau khởi hiện, không có trước sau. Vì vọng niệm tương tục mãi, làm cho chúng sanh không ngộ được chân tâm vô niệm của mình, nên gọi là vô thỉ vô minh. Bởi thế nên có chia ra bản giác và thỉ giác. Trái lại, bậc đẳng giác Bồ Tát đã diệt hết vọng niệm, ngộ được chân tâm thường trú của mình, nên bốn tướng không còn, mà chỉ còn một tánh sáng suốt bình đẳng không vọng niệm, gọi là cứu cánh giác. Bởi vậy nên thị giác cũng tức là bản giác. Giải danh từ: tướng sơ khởi tức là chân tâm, mà chân tâm thì vô tướng và vô niệm. Người được vô niệm tức là ngộ chân tâm, phải ngộ được chân tâm mới gọi là cứu cánh giác. Bản giác tức là tâm tánh xưa nay vốn thanh tịnh sáng suốt, trái với vô minh, bất giác, mê. Thị giác là mới giác ngộ, hành giả dùng quán trí trừ các vọng niệm mới vừa giác ngộ tâm thể không có bổn tướng, nên gọi là thị giác. Nên biết những danh từ trên đây đều giả lập. Bản giác là đối với thị giác mà lập, thị giác nhân bất giác mà có, bất giác lại nhân bản giác mà sanh. Do đối đãi nhau nên giả lập ra có nhiều tên, thật ra chỉ có tánh giác mà thôi. Đoạn này nói về thị giác, đoạn sau nói đến bản giác. Bài thứ tư, chương thứ ba, phần giải thích, nói về nghĩa giác, tiếp theo và hết. Chánh văn: bản giác có hai tướng. Lại nữa, do dứt các nhiễm duyên phân biệt nên bản giác thành ra hai tướng: một, tướng trí tịnh; hai, tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Hai tướng này không rời bản giác. Một, tướng trí tịnh thể. Hành giả nhờ sức huân tập và như thật tu hành, đến khi công phu tu hành đã viên mãn, phá trừ được thức A Lại Da, chơn vọng hòa hiệp và diệt các vọng tâm tương tục, thì pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng cái trí thuần tịnh, nên gọi là tướng trí tịnh. Lược giải: nhờ dứt trừ các pháp nhiễm ô phân biệt nên tánh giác hiện ra có hai tướng. Một, bản thể sáng suốt trong sạch, gọi là tướng trí tịnh. Hai, diệu dụng không thể nghĩ bàn, gọi là tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Vì thế và dụng không rời tánh giác, nên gọi hai tướng không rời bản giác. Bậc tam hiền bên trong nhờ sức chân như huân ra, bên ngoài lại nhờ chánh pháp huân vào, nên làm cho hành giả tự phát khởi tín tâm tu hành. Đến hàng thập địa Bồ Tát, do nhờ sức tu tập nên ngộ nhập được tâm chân như, rồi y như tâm chân như này mà tu, nên gọi là như thật tu hành. Đến vị đẳng giác Bồ Tát thì sự tu hành công đã thành, quả lại mãn. Lúc bấy giờ Bồ Tát phá trừ thức hòa hiệp và diệt tâm tương tục, nên pháp thân thanh tịnh hiện ra, đặng trí thuần tịnh, gọi là tướng trí tịnh. Giải danh từ: thức hòa hiệp. Đoạn trước nói sanh diệt và bất sanh diệt hòa hiệp, gọi là A Lại Da.
nay nói phá thức hòa hiệp, tức là phá thức A Lại Da, song chỉ phá cái tướng hư vọng tạp nhiễm của thức A Lại Da, không phải phá cái thể tánh của thức này. Tâm tương tục. Tâm tương tục tức là bảy chuyển thức, từ nhãn thức đến mạt na thức. Việc tâm tương tục tức là việc tướng hư vọng tương tục của bảy thức trước, không phải việc cái thể của bảy chuyển thức. Chánh văn. Hỏi: nghĩa này thế nào? Đáp: tất cả tâm thức đều là vô minh, song cái tướng vô minh vọng không rời tánh giác chơn, bởi thế nên không thể phá hoại vì không rời tánh giác, và cũng không phải không phá hoại được vì là tướng vô minh. Thí như trước biển cả, dụ tánh giác, vì gió vô minh nên nổi sóng tâm thức, sóng và gió đều động và không rời nhau, song tánh nước chẳng động. Đến khi sóng đứng thì gió lặng, song tánh ước của nước không diệt. Cũng thế, biển tâm thanh tịnh của chúng sanh bị gió vô minh thổi động, nên sóng tâm thức nổi lên. Sóng tâm thức, gió vô minh đều động, lại không hình tướng và chẳng rời nhau, song biển chân tâm chẳng hề dao động. Nếu gió vô minh dừng thì sóng tâm thức tương tục kia cũng lặng, song nước trí thuần tịnh chơn không bao giờ diệt. Lược giải: vì vô minh sanh ra các tâm thức hư vọng, nên các tâm thức không rời vô minh, song vô minh lại không thật thể, chỉ nương tánh giác mà có, nên nó không rời tánh giác. Đến khi vô minh hết, thức tâm diệt thì tánh giác hiện bày. Cũng như vì gió thổi nên sóng nổi lên, sóng và gió đều động và không rời nhau, đến khi gió đứng sóng lặng thì tánh nước thanh tịnh bằng phẳng hiện ra. Chánh văn. Tướng nghiệp dụng bất tư nghị dụng, do tướng trí tịnh đủ vô lượng công đức và thường không đoạn tuyệt, nên có thể tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh, tự nhiên ứng hiện ra tất cả các cảnh giới màu nhiệm thù thắng để làm lợi ích cho chúng sanh. Lược giải: từ chơn như thể, tướng trí tịnh khởi ra các diệu dụng, chơn như dụng không thể nghĩ bàn được, tướng nghiệp dụng bất tư nghị. Nhờ diệu dụng này mới có thể hiện ra các cảnh giới thù thắng, tùy theo trình độ của mỗi loài làm vô lượng công đức để lợi ích cho tất cả chúng sanh không thể nghĩ bàn. Ngài Đức Thanh giải: bản giác khi còn ở tại võ mê thì chúng sanh nương nơi đó mà tạo ra vô lượng vô biên các nghiệp, nên kinh chép nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Nay bản giác đã ra khỏi võ mê được thanh tịnh thì có đủ tất cả thần thông diệu dụng cũng không thể nghĩ bàn được, và bản giác này hiện ra các cảnh giới thắng diệu làm vô lượng công đức, tùy theo căn cơ của mỗi loài ứng hiện đủ cách để làm lợi ích cho các chúng sanh. Như ngài Quán Thế Âm hiện ra 32 ứng thân, 14 món vô úy, vân vân, nên gọi là nghiệp dụng bất khả tư nghị, diệu dụng không thể nghĩ bàn. Giải danh từ tự nhiên ứng hiện, nghĩa là ứng hiện một cách tự nhiên, không dụng công và cố ý. Thí như mặt trăng chiếu xuống ao, hễ nước trong thì trăng tự nhiên ứng hiện, trăng không có dụng công và cố tâm. Chánh văn. Bản giác có bốn nghĩa. Lại nữa, thể và tướng của tánh giác chân tâm giống như cái gương sáng sạch và rộng lớn như hư không, bao trùm tất cả. Tánh giác này có bốn nghĩa. Một, như thật không, như cái gương lớn sáng sạch không có hình ảnh của cảnh vật thật không. Tánh giác chân tâm xa lìa các tướng của vọng tâm và vọng cảnh, ly nhất thế tướng, không có một pháp nào hiện ra cả, cũng như cái gương trống không. Đây là nói về nghĩa tịch, vắng lặng của tánh giác, không phải nói về nghĩa chiếu. Lược giải: vì tánh giác viên mãn thanh tịnh nên dụ như cái gương sáng sạch, vì tánh giác rộng rãi bao la nên dụ như hư không rộng lớn. Nếu phân tách từng khía cạnh thì tánh giác có bốn nghĩa. Đoạn này nói về nghĩa thứ nhất. Một, thật không. Đây là nói về nghĩa tịch tịnh của chân tâm, vì bản thể chân tâm tánh giác vốn thanh tịnh
rộng rãi bao la và ly tất cả các tướng, không thể dùng tâm thức suy nghĩ hay lời nói luận bàn được, cũng như cái gương sáng sạch không có lưu một hình ảnh gì ở trong gương cả. Tức là pháp thân thanh tịnh sẵn có của chúng sanh không phải do tu mới được. Chánh văn 2. Nhân huân tập. Như cái gương sáng lớn hiện đủ các cảnh thật có trong tánh giác chân tâm, đủ các pháp tức nhất thế pháp, nghĩa là tất cả cảnh giới thánh phàm đều hiện trong chân tâm thường trú này. Nó không xuất không nhập, không mất không hoại, vì tánh của các pháp là chân tâm vậy. Lại nữa, vì tánh giác không vọng động nên các pháp nhiễm ô không thể làm nhiễm ô nó được. Trái lại, nó đủ tất cả các pháp vô lậu và làm nhân huân tập cho chúng sanh vậy. Lược giải. Đoạn trước nói về thể của chân tâm ly tất cả các tướng, cũng như cái gương sáng không có một vật gì ở trong gương, như thật không. Đoạn này nói về tướng và dụng của chân tâm đủ tất cả pháp, cũng như cái gương sáng, các cảnh vật đều hiện vào, như thật bất không. Tướng và dụng của chân tâm có hai nghĩa. Một, đủ tất cả pháp. Tất cả chúng sanh đều sẵn có các pháp vô lậu thanh tịnh, cũng gọi là bản hữu Phật tánh hay chánh nhân Phật tánh. Hai, nhân huân tập. Tất cả chúng sanh đều sẵn có tánh Phật. Tánh Phật đủ vô lượng hằng sa công đức và thanh tịnh không động, nên các pháp nhiễm ô không làm nhiễm ô được. Tánh Phật này làm chánh nhân Phật tánh, huân tập ở bên trong, khiến cho chúng sanh giác ngộ, nhàm chán khổ sanh tử, phát tâm cầu đạo giải thoát. Chánh văn 3. Pháp xuất ly. Như cái gương đã sáng sạch không còn bụi nhơ, tánh giác, tánh Phật đã sáng suốt thuần tịnh, ra khỏi hai chướng, phiền não chướng, sở tri chướng, và xa lìa thức A-lại gia, chơn vọng hòa hiệp. Lược giải. 3. Pháp xuất ly. Tức là liễu nhân Phật tánh, cũng gọi là chơn như xuất triền. Hành giả nhờ công phu tu tập đoạn trừ phiền não chướng, sở tri chướng và phá thức hòa hiệp A-lại gia, nên tánh Phật chơn như không còn bị triền phược và được sáng suốt thuần tịnh. Chánh văn 4. Duyên huân tập. Như cái gương sáng phản chiếu trở lại, tánh giác Phật tánh đã ra khỏi vỏ triền phược rồi, trở lại chiếu soi khắp giáp tất cả, và tùy theo tâm niệm của mỗi loài mà hiện thân hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh tu tập căn lành. Lược giải. 4. Duyên nhân Phật tánh. Do chân như đã xuất triền nên có diệu dụng không thể nghĩ bàn, chiếu khắp tất cả và tùy theo tâm niệm của chúng sanh mà thị hiện các thân hình để hóa độ, làm trợ duyên huân tập trở lại vào tâm chúng sanh, khiến cho chúng sanh phát bồ đề tâm tu theo chánh pháp. Công dụng cao cả và rộng lớn của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như hư không. Thể tánh sáng suốt thuần tịnh của chân như tánh giác chỉ có thể thí dụ như gương. Dầu có bụi hay không, song chất pha lê, gương vẫn sáng suốt, thủy chung như một. Đoạn này đã nói nghĩa giác rồi, tiếp theo sau đây sẽ nói đến nghĩa bất giác của thức A-lại gia.